trước làm đâu. Nó đóng cửa rồi. Bây giờ cháu thì đến lúc đầu có thắc mắc lại thì nó bảo đến đây nó sửa lại, nhưng sau bây giờ một năm rồi mình xem họ đâu thì họ đóng cửa rỡ hết các thứ. Rồi ôi. Thừa cháu tiền. Nó còn bị sẹo ấy, thôi cháu phải để cái hình xăm. Ôi giời, để hình xăm mà lại còn hỏng hết, nó còn hết cả da mất rồi, đứng dịch cái này. Đứng thẳng. Này không chắc. Không chắc còn da. Mặc cái áo nó còn toàn lòi. Đúng rồi, nó toàn lòi là đúng rồi. Nó ăn hết da. Buồn thôi là buồn đó. Sao giờ chị không đặt túi mà chị muốn chị thu quầm nữa? Nếu mà đặt túi còn không biết là nó to đến cái mức nào nữa luôn ấy. Không biết còn nó còn lên tận đâu luôn. Người ta sẽ treo lại rồi chỉnh lại cái núm này thôi. Người ta từ chối không đặt được túi vì không có da. Cô cháu bây giờ chỉ có vá da. Vá nó như nào chứ? Cắt bỏ cái phần da ấy đi. Cắt thế này. Đúng rồi, cắt bỏ cái phần. Vẫn phải để lại cái quầng. Để lại cái quầng. Đúng không? Để lại cái quầng. Xong cắt hết bỏ cái sẹo phía trên hết đi. Xong rồi vá cái miếng da vào đấy. Vá da ở đây. Lấy da ở đây. Lấy da ở đây. Lấy da ở chỗ này. Có sẹo không bác? Sẹo nhiều ạ. Đương nhiên là nó cũng có sẹo nhưng mà nó có đỡ hơn thế này. Thì đến lúc cháu còn chưa tưởng tượng được như nào luôn ấy, thế sau cái quần của cháu nó có như thế này không? Không. Cái da của cháu thế nó lại có hai vết sẹo đẹp. Đúng rồi, đúng rồi, này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bây giờ cháu không thể không có phương án nào khác. Thế bây giờ ví dụ, thế nếu mà cháu lại để chờ đến một năm nữa thì... Không ăn thua càng ngày càng hỏng. Nó có chảy da nó không? Càng ngày càng hỏng. Thì lúc nó có da thường á? Không, không bao giờ. Càng... Sao thế ạ? Sao thế là sao thế? Không làm được. Mấy chỗ người ta bảo cháu là ôi thôi chắc là em chờ có da thừa sau. Lấy đâu ra mà da thừa? Càng ngày nó càng hỏng chỗ trên này của cháu. Đây này, cái quan trọng nhất là trên này này. Nhá. Chứ không phải nào đứng yên người ta vẽ cho mình xem. Không phải dễ đâu. Càng đi mà càng càng để càng. Thế bây giờ mà sửa lại quần thì lại càng dạn ra. Thế sao?